Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Dưới chế độ độc tài, e rằng số phận Nguyễn Văn Trưởng đã an bài trong tuyệt vọng Ngày 8 tháng 8, báo Người Việt có bài Suy nghĩ từ án tử hình của Nguyễn Văn Trưởng của tác giả Hiếu Trân Tác giả điểm qua các mốc của vụ án Theo đó, Nguyễn Văn Trưởng sinh năm 1983, quê quán huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Bị buộc tội giết chết ông Nguyễn Văn Sinh, thiếu tá cảnh sát hình sự thành phố Hải Phòng vào tháng 7 năm 2007. Anh Trưởng bị tuyên án tử hình trong các phiên tòa sơ thẩm tháng 6 năm 2008, phúc thẩm tháng 11 năm 2008 và giám đốc thẩm tháng 12 năm 2011. Hình ảnh bài trên báo Người Việt. Nhưng bản án chưa thi hành được vì có nhiều khuất tất oan sai. Sau đó, bản án bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị, đòi xét xử lại theo hướng giảm nhẹ hình phạt xuống tù chung thân phạm nhân và gia đình liên tục kêu oan và dư luận phản đối gây gắt. Cho đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng bất ngờ gửi công văn cho gia đình yêu cầu có đơn xin nhận tử thi hay nhận cho cốt của tử tù sau khi thi hành án. Cái công văn tàn nhẫn lạnh lùng đó làm cho tất cả những ai còn lương tri đều bị sốc. Và một lần nữa, vụ án oan của tử tù Nguyễn Văn Trưởng được xới lên trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Tác giả nhận định vụ hành quyết tử tù Nguyễn Văn Chưởng gây rúng động dư luận ở Việt Nam, một lần nữa cho thấy bản chất phi nhân của một nhà nước công an trị. Trong đó, bất kỳ công dân nào cũng có nguy cơ bị tù tội, bị tước bỏ sinh mạng một cách tùy tiện bằng những bản án bất công và phi lý của một hệ thống tư pháp què quặt. Dưới các chế độ độc tài, nguồn máy tư pháp chỉ là công cụ của thế lực cầm quyền hành xử theo nguyên tắc, thà giết lầm hơn bỏ sót, lấy bạo lực để gieo rắc sự sợ hãi cho toàn xã hội. Theo tác giả, trước Nguyễn Văn Trưởng đã có những tử tù Nguyễn Thanh Chấn, Hàng Đức Long, Huỳnh Văn Nén bị kết án tử hình dựa trên lời khai nhận tội, để rồi nhiều năm sau được minh oan và trả tự do. Hiện nay, cùng hoàn cảnh với Nguyễn Văn Trưởng, còn có Hồ Duy Hải ở Long An, mà bản án tử hình của anh đã nhiều lần bị dư luận phản đối gây gắt. Hình ảnh tử tù Nguyễn Văn Trưởng Trong vụ án oan này, tác giả cho biết không chỉ Nguyễn Văn Trưởng nghi can chính của vụ án, mà ngay cả những nhân chứng khẳng định họ đã gặp anh cách nơi xảy ra án mạng tới 40 cây số vào thời điểm oan nghiệt ấy cũng bị công an tra tấn giả mang để buộc phải thay đổi lời khai nhằm xóa bằng chứng ngoại phạm của nghi can. Tác giả dẫn trường hợp các nhân chứng Trần Quang Tuất và Trịnh Xuân Trường là những người xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho anh trưởng đều có đơn tố cáo việc bị công an tra tấn ép cung anh trường khai bị công an tên phong dùng đầu điếu thuốc lá đang hút châm bỏng cả hai cánh tay còn anh tuất thì bị chửi bới bị khóa tay vào ghế suốt ngày bị đấm vào đầu dọa bắt giam những thông tin về bức cung ép cung trong vụ án nguyễn văn trưởng không chỉ được đồn đãi trong dư luận mà còn được trình bày ở trước tòa trong các bài tường trình của báo chí nhà nước trong thời gian đầu của vụ án nhiều khuất tất tác giả nhận xét ấy thế nhưng giới lãnh đạo cộng sản việt nam dường như không thèm đếm xỉa tới đạo lý coi mạng người như cỏ rác một khi công an lực lượng còn đảng còn mình khét tiếng tàn ác đã kết luận thì coi như đó là chân lý một thứ chân lý đẫm máu người mọc lên từ những trận đòn thù ác độc tác giả cũng nhắc lại rằng năm 2013, Việt Nam đã ký kết tham gia công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1984, nên cộng đồng quốc tế có quyền và nghĩa vụ buộc chính phủ Việt Nam phải thực hiện đúng cam kết. Nhưng dưới chế độ độc tài cộng sản thì e rằng số phận của hai tử tù Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải cùng bao nhiêu tử tù dự khuyết khác nữa đã được an bài trong tuyệt vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin dưới chế độ độc tài e rằng số phận Nguyễn Văn Trưởng đã an bài trong tuyệt vọng. Những hệ lụy nếu thi hành án với Nguyễn Văn Trưởng Ngày 7 tháng 8, một tờ báo quốc tế Tiếng Việt có bài bình luận về việc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng của tác giả Diễm Thi. Ngày 12 tháng 6 năm 2008, trong phiên sơ thẩm, Tòa án Hải Phòng đã tuyên Nguyễn Văn Chưởng tử hình về tội giết người dựa vào lời nhận tội của ông Trưởng trong quá trình điều tra. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tại phiên sơ thẩm, ông Trưởng phản cung và khai rằng việc ông nhận tội ở cơ quan điều tra là do bị ép cung, bị đánh đập. Tuy nhiên, từ sơ thẩm đến phúc thẩm rồi giám đốc thẩm, tất cả các phiên tòa đều vẫn kết án tử cho Nguyễn Văn Trưởng. Bài báo dẫn lời luật sư Lê Văn Hòa, người hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Trường Chinh kêu an cho con là tử tù Nguyễn Văn Trưởng nói rằng, nếu vẫn thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Trưởng, đầu tiên là mất mát của tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Nhưng tôi cho rằng mất mát lớn hơn, nghiêm trọng hơn nữa là cái uy tín của các cơ quan tư pháp, uy tín của đảng và nhà nước, niềm tin của người dân, họ sẽ nghĩ sao? Bài báo cho biết luật sư Lê Văn Hòa là nguyên tổ trưởng kiểm tra án oan của ban nội chính Trung ương, trong đó có vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Mấy ngày qua, chính luật sư Hòa đã liên tục kêu gọi dừng thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng trên trang Facebook của mình ông hy vọng và có niềm tin nội tâm là chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ có chỉ đạo để tránh án tòa án nhân dân thành phố hải phòng tạm dừng việc thi hành án đối với tử tù nguyễn văn trưởng tác giả bài báo dẫn ý kiến của luật sư nguyễn văn miến người từng tham gia bào chữa cho hàng chục người bất đồng chính kiến ở việt nam trong nhiều năm qua cho rằng sở dĩ trật tự xã hội thiết lập và duy trì được là nhờ có pháp luật ông dẫn câu các ngôn nổi tiếng của các luật gia la mã xưa. ở đâu có xã hội ở đó có pháp luật có nghĩa rằng pháp luật sinh ra là để bảo vệ xã hội và quan trọng nhất là bảo vệ con người. nếu một bị cáo có dấu hiệu oan sai mà không được cứu thì hệ thống pháp luật đó vứt đi. hình ảnh afa đưa tin về thông cáo báo chí của ân xá quốc tế về việc thi hành án đối với nguyễn văn trưởng. luật sư nguyễn văn miến nói. Nếu Nguyễn Văn Chưởng bị thi hành án tử hình, nó đưa tới cái hệ lụy rằng tất cả những án sau này được chỉ ra có oan sai thì họ không xem xét lại nữa. Và như thế thì rất nguy hiểm cho những bị cáo tình ngay lý gian. Họ không thể biện hộ và xã hội cũng không thể bảo vệ họ. Khi có những vị đại diện pháp luật chỉ vị pháp luật mà không vị con người. Trong một nền tư pháp không độc lập thì dường như những án mà thẩm phán tuyên đã được ai đó tuyên trước và họ chỉ việc giữ lại mức án đó mà thôi. Bài báo cũng dẫn thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 7 tháng 8 kêu gọi chính phủ Việt Nam ngưng ngay việc thi hành án tử đối với tử tù Nguyễn Văn Chưởng vì những quan ngại liên quan đến việc tra tấn bức cung đối với tử tù này. Thông cáo viết, giới chức Việt Nam cần ngay lập tức bỏ các kế hoạch thi hành án đối với Nguyễn Văn Chưởng. Vụ án của ông ngay từ đầu đã có những vấn đề bởi những cáo buộc gây thắc mắc bao gồm việc ông bị đánh đập, bị treo ngược người khi hỏi cung để ép nhận tội. Những cáo buộc này là nghiêm trọng, phủ bóng tối lên việc kết án và đòi hỏi phải có một cuộc điều tra độc lập, công bằng. Nếu các giới chức Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch tử hình thì họ đã tước đi mạng sống của Nguyễn Văn Trưởng một cách tùy tiện. Theo bài báo, đã 16 năm kể từ khi bị kết án, tử tù Nguyễn Văn Trưởng và gia đình đã có nhiều đơn kêu oan đề nghị các cấp xem xét lại bản án. Theo một số chuyên gia, khi chưa đủ căn cứ vững chắc thì không thể kết tội giết người và tuyên án tử hình ông trưởng được. Người hoàn toàn có thẩm quyền ân xá giảm án cho Nguyễn Văn Trưởng là thuộc chủ tịch nước, Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Những hệ lụy nếu thi hành án với Nguyễn Văn Trưởng Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ Thời báo chấm d